Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, tất cả chúng ta đều nghĩ rằng hôn nhân là sự tiếp nối của tình yêu. Nhưng dần dần chúng ta phát hiện ra rằng trên thực tế hôn nhân đã nhấn chìm những ảo ảnh của tình yêu. Trong hôn nhân của nhiều người chỉ tồn tại những nhu cầu thiết yếu hàng ngày và những mâu thuẫn gia đình nảy sinh chứ không hề có dấu vết của tình yêu. Nếu không có những cám dỗ bên ngoài thì hôn nhân có thể phát triển suôn sẻ ngay cả khi không có tình yêu. Nhưng nếu sự cám dỗ từ thế giới bên ngoài quá lớn thì hôn nhân sẽ lục đục và dẫn tới phản bội ngoại tình. Dù có nhiều người đam mê mối quan hệ ngoài hôn nhân chỉ vì niềm vui nhất thời, nhưng cũng có không ít người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì quan hệ ngoài hôn nhân. Điều này xảy ra ở rất nhiều phụ nữ và cũng rất nhiều ở đàn ông. Có những người đàn ông biết mình sai lầm trầm trọng nhưng vẫn không chịu buông tay. Có nhiều bài học đã cho thấy ở ngoại tình không chỉ khiến cho bạn mất đi phẩm giá, uy tín mà còn có thể khiến bạn mất tất cả, kể cả tiền bạc, địa vị và gia đình. Vậy điều đó có thực sự để bạn từ bỏ mọi thứ vì một mối quan hệ sai lầm hay không? Trong video ngày hôm nay thì Khánh Ngọc sẽ chia sẻ riêng với cánh đàn ông biết rằng dù bạn có bước đi sai lầm, có ngoại tình đi chăng nữa thì tuyệt đối không làm ba điều rất quan trọng này sau khi đã ngoại tình, quý vị nhé. Điều đầu tiên đó là bạn tuyệt đối không thể đưa hết tiền của mình cho một người phụ nữ ngoài hôn nhân. Một số người đàn ông có quan hệ với một người phụ nữ ngoài hôn nhân thường hay thề thốt rằng họ sẽ sớm cắt đứt với vợ để đến với nhân tình. Đặc biệt với những cô nhân tình xinh đẹp, khéo léo thì đàn ông thường rất khó dứt ra được. Để nhân tình yên tâm, nhiều đàn ông thậm chí là còn lén lút sau lưng vợ và đưa rất nhiều tiền, mua rất nhiều quà, xe cộ cho cô gái này. Đàn ông có gia đình khi bị vướng vào lưới tình bên ngoài thường ít người trở nên khôn ngoan. Họ đôi khi còn vụng dại và không thông thái trong hành vi của mình. Họ luôn có tâm lý so sánh nhân tình với người vợ ở nhà. Cô nhân tình trẻ hơn, ngoan hơn, đẹp hơn, chiều chuộng hơn, mang lại cảm giác hưng phấn hơn trên giường. Và đàn ông bị say đắm và họ hiểu nhầm đó là tình yêu. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng những mối quan hệ ngoài hôn nhân sẽ nhanh chóng rạn vỡ khi một trong hai người đạt được mục đích của mình. Có những người phụ nữ quan hệ với đàn ông có vợ chỉ vì tiền của họ. Một khi họ lấy được tiền của anh ta, cô ấy có thể sẽ rời bỏ. Đàn ông khi ngoại tình thường đưa tiền cho nhân tình nhiều hơn là số tiền mà anh ta đưa về cho vợ con. Anh ta chiều chuộng nhân tình và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nhân tình trong phạm vi điều kiện kinh tế của mình. Khánh Ngọc thậm chí là đã chứng kiến một số người đàn ông ngoại tình và đưa cho nhân tình rất nhiều tài sản với danh nghĩa là cho vay. Sau khi mối quan hệ trục trặc thì anh ta không thể đòi được. Có câu chuyện mới xảy ra cách đây không lâu, đó là người đàn ông đưa cho nhân tình 3 tỷ đồng. Sau khi hai người mâu thuẫn, đường ai nấy đi, anh này mới đòi cô gái 3 tỷ đồng, nhưng cô gái không trả được. Bực tức, anh ta đã chặn đường đánh cô gái bị thương tích nặng. Cuối cùng anh ta bị bắt và bị tuyên án tù. Đây được gọi là tiền mất tật mang. Đem tiền cho gái là cái dại nhất của đàn ông ngoại tình. Tiền đã cho gái thì rất khó mà đòi lại được. Nhất là ngoại tình thì há miệng mắc quai. Vì thế đây là điều đầu tiên đàn ông lỡ ngoại tình thì phải nhớ. Thứ hai đó là tuyệt đối đừng bỏ nhà ra đi vì tình yêu. Những người đàn ông đang cố gắng chạy theo đam mê ngoài hôn nhân, một khi gặp được một người phụ nữ khiến trái tim mình rung động sẽ nghĩ đến việc là bỏ nhà đi theo cô ấy. Khi một người đàn ông làm điều này, anh ta có vẻ như đang say mê, nhưng thực chất thì anh ta đang đẩy mình vào hố lửa. Nếu bạn không có gì, thì việc ra khỏi nhà
cũng không phải là vấn đề lớn. Dù sao bạn cũng chẳng có gì để mất cả. Nhưng nếu bạn đã từng bước mà đạt được thành tựu ngày hôm nay ấy, thì bạn nên biết rằng là sau khi bỏ nhà theo nhân tình, bạn sẽ rất khó để có được một cuộc sống tốt đẹp. Đặc biệt có nhiều đàn ông bỏ nhà mình để mà công khai sống với nhân tình ở nhà người phụ nữ đó. Một hậu quả chắc chắn sẽ xảy ra, gần như 100% là sau một thời gian ở bên nhau, nhân tình sẽ chán ghét và không hài lòng với người đàn ông đó. Sự bất mãn sẽ dẫn đến tình yêu chấm dứt, cuối cùng bạn sẽ chẳng còn gì cả. Sau khi quan hệ với một người phụ nữ ngoài hôn nhân, đàn ông không được bốc đồng mà tuyên bố bỏ nhà chạy theo nhân tình. Đó là sai lầm ngu ngốc nhất của cuộc đời bạn. Thứ ba, đó là tuyệt đối không làm tổn thương con cái vì những ham muốn ích kỷ của bản thân mình. Dù có chuyện gì xảy ra giữa người lớn cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em. Người ta nói rằng cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái, lời nói và việc làm của họ sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con cái. Tác động này sẽ đi theo đứa trẻ suốt cuộc đời và khó có thể loại bỏ được. Nếu bạn làm tổn thương con mình vì tình cảm ngoài hôn nhân, điều đó sẽ gieo mầm mống phản bội trong trái tim non trẻ của nó và khiến nó sợ hãi hôn nhân. Những đứa trẻ từng chứng kiến cha mẹ phản bội nhau, khi trưởng thành, nó thường không dám tiến tới cuộc sống hôn nhân vì những tổn thương mà nó phải chịu khi còn nhỏ. Không những vậy, bạn còn khiến con cái nghĩ rằng bạn không phải là một người cha tốt. Điều đó thì sẽ dẫn đến rạn nứt mối quan hệ cha con. Những đứa con sẽ thù oán bạn vì bạn đã gây ra những hậu quả tâm lý nặng nề đối với con cái. Vì một mối quan hệ sai lầm, việc làm tổn thương những đứa trẻ và ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cha con là điều không đáng có. Quý vị và các bạn thân mến, ở ngoại tình là một cái hố rất sâu, đã rơi xuống thì khó bỏ lên được. Nếu một người đàn ông có mối quan hệ với một người phụ nữ ngoài hôn nhân, dù là vì tình yêu hay chỉ là một tai nạn, anh ta phải giữ lý trí và đưa ra lựa chọn đúng đắn càng sớm càng tốt. Cái gọi là lựa chọn đúng đắn thực chất là nhận ra sai lầm của mình, từ bỏ quan hệ ngoài hôn nhân và quay về với gia đình ban đầu của mình. Nếu thật sự không thể buông bỏ lúc này, thì bạn tuyệt đối không thể làm được ba việc mà Khánh Ngọc vừa mới chia sẻ ở trên. Bạn phải biết rằng một khi bạn đã cống hiến tất cả cho mối quan hệ ngoài hôn nhân của mình, thậm chí bỏ nhà ra đi và làm tổn thương con cái, bạn không những mất đi tất cả mà còn ân hận suốt đời. Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều mắc sai lầm. Đó không phải là vấn đề lớn, nhưng vấn đề là chúng ta sửa chữa như thế nào, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Buổi chia sẻ của Khánh Ngọc ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại!